khi nào Leslie chơi được anh em, khi mà Leslie còn được, ôi trời ơi, đủ xuống canh, ôi cái gì đấy bạn ơi, khiếp, cái con cay canh thế, làm gì đủ đá bạn ơi, ơ, cái quần đùi gì vậy, ui cái lùm mé, nó cầm chảm sát anh em ơi, mà bây giờ kể cả cho dù anh em bắn nó có vào máu nhá, nó cầm thêm cả cái chiến giáp hoàng hôn nữa, thôi anh em chị, ôi ôi, cái lùm mé, vãi cả đạn thật, vãi đạn thật. Đùa con Nana nó đột kích trong tầm ngắm sợ quá anh em ạ. Tôi hồi sinh dậy lại đi farm tầm này farm anh em nhá. Ôi! Ôi trời ơi! Bọn ơi. Vâng, phút thứ 13 trôi qua. Mỡ vẫn đang rỉa vào cái con Barat này như kiểu không có gì. Ôi thôi xong rồi. Đủ mé ẩn thân lại bị gánh, cuộc sống nó vất vả vãi nồi. Akai nó có đam anh em ạ. Rồi từ từ đánh từ từ anh em nha. Rồi thằng Akai làm gì đây? Một bắn vào đó là cái vị tướng Barat bật ulti lên nhưng bị chắn đa mất rồi. Khắc nước bọt nhưng mà không đủ tầm. Một bắn, rồi ở đây. Một bắn nữa, đến lúc làm mẹ anh em ơi. Một bắn, lựu đạn chiến thuật và chờ ẩn thận. Một bắn, rồi ôi, làm mẹ anh em ơi, làm mẹ anh em ơi. Rất nhiều những cái pha chỉ mạng gần 2000 sát thương chuột. Alot, gọi mẹ Leslie, gọi mẹ Leslie chứ các con trai. Đến lúc gọi mẹ rồi các con ơi. Rồi đến lúc gọi mẹ rồi các con ơi. Đến lúc gọi mẹ rồi. No explanation is necessary. Hello, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends để đến với nữ tức ưng ma Leslie ở mùa giải thứ 31. Và trận đấu này chúng ta sẽ cùng kéo lết với em Leslie anh em nhá. Đầu game thì chúng ta làm con thôi, cuối game chúng ta làm mẹ anh em ạ. Cái vị tướng Leslie này mỡ làm thì cũng muốn chia sẻ với anh em rằng là trong thời gian tới thì Leslie sẽ anh em ạ, sẽ... Mỡ nghĩ là nếu như mà đếm dựa theo số skin của Leslie thì nó là sẽ lại có được một cái skin nữa trong tựa game Mobile Legends này. Vâng, trải qua một cái khoảng thời gian mà mỡ mới chơi Mobile Legends được đến thời điểm hiện tại để mỡ xem nào. 5 năm mỡ chơi Mobile Legends. Thì ở thời điểm hiện tại mỡ phải thừa nhận với anh em rằng là Leslie cũng là một người con gái, cũng có thể nói là con gái ruột của Moontoon. Khi mà tính cho đến thời điểm hiện tại, nếu như mà mỡ tính không nhầm, tính cả skin biến sắc đồ các thứ các kiểu, thì Leslie sẽ có tổng cộng 12 skin tính cho đến thời điểm hiện tại. Và sắp tới Leslie sẽ có được một cái skin, không phải là skin làng nhàng đâu anh em ạ. Không phải là skin theo kiểu gọi là special hay là epic đâu. Mỡ gọi mấy cái skin đấy làng nhàng là anh em đủ hiểu là Leslie có skin gì rồi đúng không? Đó chính là skin thuộc biệt đội The Aspirant sẽ được cho ra mắt cùng thời điểm với cả hàng Nga The Aspirant. Ôi dồi ôi, 13 skin, quá thể nói là không còn gì để nói ở Leslie nữa. Thì nói thật với anh em là cái con Leslie nó đã có tất tần tật những cái skin có thể nói là xịn sò nhất trong game rồi. Từ skin Epic này, cho đến skin Valentine, rồi là hợp tác này. À đâu nhầm, cho đến skin Legend này. Rồi tiếp đến là skin hội viên ánh sao hàng năm đồ các thứ. Thiếu điều, nó thiếu mỗi skin hợp tác thôi là Leslie đã có được cho mình một cái tủ skin có thể nói là cực kỳ đã mắt. Vì thế cho nên là mỡ cũng sẽ tập chơi lại em Leslie trải qua mỡ nghĩ là khoảng gần tháng mỡ bỏ quên mất em này ở trong chế độ rank thần thoại của tựa game Mobile Legends này anh em nhá. Thật ra là mỡ bỏ quên Leslie ở trong những cái trận đấu rank thần thoại thì cũng là hợp lý thôi. Bởi vì em Leslie này ở thời điểm hiện tại leo rank cao thì sẽ rất khổ cho team. Mặc dù về late game chúng ta sẽ có thể có được một cái em Leslie với khả năng chí mạng sát thương chuẩn gần 2000 dam mỗi phát bắn. Nhưng mà vấn đề là để mà có được cái khoảng giai đoạn late game là như vậy thì em Leslie sẽ cần phải trải qua một cái giai đoạn đầu và giữa game rất vất vả và khó khăn. Bởi vì em Leslie giai đoạn đầu và giữa game mỡ nói thật với anh em là rất yếu. Khi nào Leslie chơi được anh em? Khi mà Leslie còn được... Ôi trời ơi, đủ xuống canh!
ôi ôi, cái gì đấy bạn ơi, khiếp, cái con Akai canh thế, làm gì đủ đá bạn ơi. Ơ, cái quần đùi gì vậy? Ui cái lùm mé, nó cầm chảm sát anh em ơi, vãi cả nồi, thằng Akai nó đi đảo đường nó cầm chảm sát tổ cha nó, vãi đạn thật. Thôi, mỡ lên bảng điểm số lần này mỡ chịu anh em ạ. Khiếp, nó cầm chảm sát thế thua. Lúc nãy đang nói sở với anh em đúng không? Em Leslie ở giai đoạn đầu game rất là yếu. Và anh em phải biết khi nào có Leslie nó có đồ nó bắn được đúng được không anh em? Nó phải có 4 đồ trở lên nó mới bắn được anh em ạ. Chứ cái tầm mà anh em ở đầu game anh em cầm được cái set đồ mà mỡ để ở góc dưới bên trái á, chảm phong kiếm thì chiến dịch Berserker cướp tuyệt vọng chưa bắn được đâu anh em ơi. Đặc biệt là trong bối cảnh team bạn nó có rất nhiều những cái con cứng ở meta hiện tại như là gì anh em? Akai, Barat, Atlas, Basia, Petrin, toàn những cái con cực kỳ châu bò, bắn không vào máu. Mà bây giờ kể cả cho dù anh em bắn nó có vào máu nha, nó cầm thêm cả cái chiến giáp hoàng hôn nữa thôi anh em chứ. Ôi ôi, cái lửa bé, vãi cả đạn thật. Đù, con Nana chui từ đâu ra vậy bạn ơi? Vãi đạn thật. Đùa, con Nana nó đột kích trong tầm ngắm sợ quá anh em ạ. Tôi hồi sinh dậy lại đi farm, tầm này farm anh em nhé. Ôi, ôi ôi ôi, bọi mày. Đúng là đầu game làm con anh em ạ. Mẹ, bị team bạn nó hành nó như con. Ba mạng giai đoạn đầu game lên bảng cực kỳ chóng vánh. Mặc dù team đang win nhá, anh em nhìn nhá. Để con Nana đâu nhở? Đủ mé lại nấp rình anh em ạ, vãi cả nồi. Anh em nhá, rõ ràng đầu game team của mỡ không hề thua, thậm chí là ngang. Đấy, nhưng mà về cơ bản em Leslie này cầm nhiều đồ vẫn chỉ là để farm thôi anh em ạ. Đấy, cầm gươm tuyệt vọng được rồi đấy. Bây giờ chí mạng 900 sát thương chuẩn rồi, trông có vẻ là to anh em ạ. Nhưng thật ra nó không to lắm đâu, so với những cái con từng máu nhiều không to lắm đâu anh em ạ. Một cái con tướng tanh ở thời điểm giữa game trung bình máu nó 7-8.000 máu, và bây giờ bắn chỉ được có khoảng 8-900 đáp sát thương chuẩn thì ăn nhầm cái gì. Ok, có đánh nhau ở đây đường trên cơ anh em ạ. Đấy, bắn con bên lại cắn máu nó hồi. Đấy, bắn con bên đấy anh em thấy không, bắn cái kiểu mũi đốt inox ấy ạ. Bắn con Nana xem ạ. Đấy anh em thấy không, nó còn tua đâu, có lấy được cái nội tại nó đâu, chưa đủ khỏe ạ. Bắn tiếp này, đấy 600 đam sát thương chuẩn. Có gì mỡ rỉa tí thôi anh em ạ. Ở trong bụi này có người, trong bụi này có người. Cái gì bạn ơi? Nó vẫn đang đứng ở trong bụi, nó vẫn đang đứng trong bụi anh em ạ. Trong khi đó thì team mỡ đang giao tranh tuyến trên và team mỡ đang ăn. Bắn tỉa cực đại ở trong cái team mỡ này dồn sát thương nhưng không vào đam là bảo. Lại bắn sát thương chuẩn cái này, bắn sát thương chuẩn cái này, bắn sát thương chuẩn cái này. Ê, hay quá, tuyệt diệt đến từ vị trí của Matisse là đủ đam. Đấy, tầm này của chúng ta giống kiểu mũi đốt inox anh em ạ. Đấy, chúng ta farm thôi. Ủa, Matisse ơi, về đi bạn ơi. Thể nào tí nữa thằng Matisse nó cũng lăn đùng ra nó chửi tôi anh em ạ. Bởi vì kiểu tôi hỗ trợ giúp nó đam xong tôi đi đẩy đứng giữa, thế nào nó cũng chửi tôi, bảo là tại sao mày không đánh cùng với tao. Đấy anh em thấy không, Umei Dito Sai Mờ Mờ Nato. Tôi không biết nó nói tôi cái gì, nhưng mà nó chỉ cần nói chữ Umei hoặc là Umei tức là nó chửi tôi rồi. Đấy, đánh chịu như vậy. Tại vì căn bản là phát vừa xong đuổi cố làm gì. Làm gì có đam đuổi cố đâu. Thà là trốn đi farm để lấy thêm đồ hơn, chứ bây giờ thọt lắm rồi. Mặc dù team xanh, đồng đội xanh, nhưng trông có vẻ như là mình không hề xanh một tí nào cả. Bây giờ đồ của mỡ mới có 2 đồ, chẳng phong kiếm với cả chiến dịu à, cứ mất group tuyệt vọng. Chiến dịu chưa có, đồ chưa có. Đấy, bây giờ căn bản đi đánh nhau thì chắc gì đã có được mạng đúng không anh em. Mà bây giờ gọi là có được mạng, nhỡ không có được mạng lên bảng điểm số thì sao. Thôi thà cho nó chửi chứ mình vẫn tập trung chơi biết làm gì được anh em. Rồi ok, đang giao tranh. Ôi mẹ thằng Akai, thề luôn, nó khép góc làm cho mỡ không vào được giao tranh anh em ạ. Đánh khó chịu thực sự luôn. Nãy giờ nó cứ đi chửi, đau hết cả đầu. Nó cứ bảo mình là kiểu mình không đánh nhau. Đây rồi, mạng được rồi. Ok, tốc biến bắn tiệc cực đại sẽ là cố mạng đến từ vị trí của bên. Mạng thứ hai của mỡ trong trận đấu này rồi. Ok anh em, tích tiểu thành đại anh em nhá. Ôi ơi, Hân bi đủ mày. Hân bi đấy. Bắn những cái con như Hân bi thì đau anh em ạ. Bắn những cái con như Hân bi thì đau. Bắn tiếp này. Ui Akai như mũi đốt inox anh em ạ. Bắn tiếp này. Ui rồi ôi, nó còn hấp thụ tạo giáp ảo các thứ kiểu anh em ạ, không ăn thua. Vãi cả đạn thật. Tiếp tục đi farm thôi anh em ơi. Tầm này á, tầm này vẫn làm con anh em ạ. Tầm này vẫn làm con anh em nhá. Chưa đến lúc mình làm mẹ đâu anh em ạ. Tầm này nhìn thấy team bạn vẫn làm con thôi. Tiếp tục tranh thủ đi farm những cái gì mà chúng ta có thể thấy được ở trên bản đồ. Ở trong cái skin này anh em có thể nhìn thấy Leslie trong cái trang phục nữ tức ưng ma thì nó có được cho mình một cái bộ trang phục rất là nổi bật. Mặc dù là tông màu chủ đã không phải là tông màu tím anh em nhá, nó tông màu đen. Và bên cạnh đó là kiểu những cái phát bắn với cả những cái gọi là trang phục trên người của Leslie nó trở nên rất là thon gọn, làm cho mỡ cảm thấy rất là nịnh mắt anh em ạ. Rồi tầm này đi farm anh ạ, tiếp tục đi farm thôi. Tầm này chưa bắn được đâu, cứ đi farm thôi. Farm đến khi nào mà cầm thêm tầm 20 đồ nữa thì bắn được anh em ạ. Vâng, phút thứ 13 trôi qua, mỡ vẫn đang rỉa vào cái con Barat này như kiểu không có gì. Ôi thôi xong rồi,
đủ mé ẩn thân lại bị ganh, cuộc sống vất vả vãi nồi. À ừ, hay quá, xạ thủ team bạn cũng không được chơi. Và bây giờ sẽ làm cái trận đấu giữa 4 thằng không có xạ thủ, 8 thằng không có xạ thủ anh em ạ. Vâng, lao vào nhau, va chạm nhau, thể nói cực kỳ khốc liệt, toàn những con trâu bò đánh nhau rồi mũi chết anh em ạ. Nhưng mà team mỡ lại đang là đội có được cho mình cái lợi thế. Khi mà Zad được chơi và Matip được chơi thì Akai kèm theo đó là bên phía của team bạn không chơi nổi. Bây giờ thì đang cố gắng lui về nhưng không hạ gục đi được, đó là Baradbert rồi. Ok, trận đấu này để xem nào. Mỡ đã level 15, 14 phút thi đấu anh em ạ. Vẫn cảm giác bắn rất yếu đúng không anh em? Anh em có thể nhìn thấy vẫn đang cảm giác bắn rất yếu. Và ở đây mỡ luôn ra đằng sau tốc biến kết liễu đi được, đó là vị trí của Nana. Sao làm sao? Từ từ nó đi vào bụi thì mỡ không đi được vào anh em ạ. Nó không chế, nó dồn đam đau lắm anh em ơi. Akai nó có đam anh em ạ. Rồi, từ từ đánh từ từ anh em nha. Rồi thằng Akai làm gì đây? Một bắn vào đó là cái vị tướng Barat bật ulti lên nhưng bị chắn đam mất rồi. Khắc nước bọt nhưng mà không đủ tầm. Một bắn rồi ở đây một bắn nữa. Đến lúc làm mẹ anh em ơi. Một bắn lựu đạn chiến thuật và trợ ẩn thân, một bắn rồi ôi làm mẹ rồi anh em ơi, làm mẹ rồi anh em ơi. Bắt đầu ở phút thứ 15 là bắt đầu đã có đam rồi anh em thấy không, chơi có Leslie là gần như anh em không bao giờ có thể kết thúc được trận đấu sớm, trừ khi là anh em đánh với một cái team quá kém hoặc là anh em ao trình tất với game, hoặc là khi mà anh em ăn quá nhiều mạng đi. Mỡ nghĩ là anh em muốn có được cái ngưỡng sức mạnh này của Leslie, anh em phải ăn ít phải 10 mạng thì khi đó anh em bắt đầu mới có đồ để đắp vào, bởi con Leslie này không những nó cần level, nó cần cả đồ nữa anh em ạ. Đấy, một cái con tướng xạ thủ siêu lết này. Và có lẽ là trong thời gian tới khi mà skin The Aspirant của Leslie được cho ra mắt đi thì nó cũng sẽ phải búp sức mạnh cho cái lượng sát thương đấy từ Leslie anh em ạ. Leslie thì vừa mới qua được một lượt búp rồi, là nó búp giảm thời gian hồi chiêu đến từ chiêu 1 giúp cho Leslie ẩn thân nhanh hơn. Đấy, nhưng mà nó phải được búp nữa anh em ạ. Đấy, anh em nhìn về late game này. Đấy, anh em thấy không? Nó cầm cái hải thần chiến kích là mỡ bắn cuối mất cái chiến giáp vào luôn, mỡ không có đam ngay. Ơi thôi xong rồi, thôi xong rồi, cụ đi chân lạnh toát đủ mé. Chưa là mẹ được anh em ạ, chưa là mẹ được rồi. Ok, đánh cẩn thận một chút xíu ở trong tình huống này nào. Mỡ hồi sinh dậy, team của mỡ vẫn đang vượt trội hơn, nhưng mà cái khoảng cách vượt trội cực kỳ mong manh, chỉ 5 mạng hạ gục mà thôi. Và team bạn đều là những cái chất tướng rất khó chịu, Barat, Nana đồ các thứ các kiểu. Một pha kéo và áp chế đẹp đến từ vị trí của Franco. Và mỡ đang có được cái tình huống dồn đam đứng tầm xa. Đấy, bắt đầu bắn đau rồi, gần 2.000 đam sát thực chuẩn. Và Barat lên bạn đếm số. Ơi mà cần phải lùi về, đủ mé. Con Akai nó ẩn thần nó lướt lên anh em ạ. Một bắn, đấy, hai bắn. Bắn từ từ thôi anh em nhé, bắn từ từ thôi. Đồng đội mình chết thì kệ, ba bắn. À, từ từ, con Akai có thể dướng theo được. Ôi ok, tốc biến theo này. Này thì chạy đến từ vị trí của top mỡ này. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Đầu game mày bắt nạt tao làm đúng không? Bây giờ thì gọi một tiếng mẹ đi con trai. Ok, tiếp tục đi farm. Trận đấu này còn dài lắm anh em ạ. Trận đấu này chưa kết thúc đâu được đâu. Game đấu này nó phải kéo đến tầm 3-4 phút nữa cơ anh em ạ. Bởi vì bây giờ thì mỡ mới gần đủ đồ để bắn. Mỡ chưa full đồ, mỡ gần đủ đồ để bắn thôi anh em ạ. Ok, con Nana lòi mặt mày ở đây. Con bên, úi dồi ôi, Franco tốc biến làm gì vậy bạn ơi? Thôi xong rồi. Một bắn vào mặt của Nana, đau đây. Nhưng mà mỡ không bắn được thêm phát nữa anh em ạ. Ok, lùi về một chút xíu này. Team bạn nó đang tràn lên. Ui, con bên vòng sau kìa. Ui, kinh ấy bên. Dạo này bên đang hơi hot anh em nhở. Này thì đấy. Bên với chúng tôi này. Ba phát chí mạng. Trong số đó là có rất nhiều những cái phát chí mạng gần 2.000 sát thương chuẩn. Unlock. Gọi mẹ Leslie. Gọi mẹ Leslie chứ các con trai. Đến lúc gọi mẹ rồi các con ơi. Rồi, đến lúc gọi mẹ rồi các con ơi. Đến lúc gọi mẹ rồi. Và bây giờ sẽ là tình huống mà Leslie trong tay của mỡ bắt đầu ghi dấu ấn gánh team vào trong trận đấu này. Trời ơi, nhìn trông bắn tưởng đơn giản nhưng mà không đơn giản đâu anh em ạ. Bắn tưởng đan rổ nhưng mà không đơn giản tí nào cả. Ok, đẩy đường trên. À còn Barat. Mày nghĩ máu mày nhiều không về. Bắn tỉa cực đại. Mày nghĩ máu mày nhiều không về. Trời ơi. Mạng thứ 10 rồi, xanh rồi anh em ơi. Gáy thôi, bắt đầu vào. Một bắn vào mặt của đó là cái vị trí của Nana. Để lại lựu đạn chiến thuật anh em nhá. Không có dùng linh tinh ở đâu anh em ạ. Dùng linh tinh là đi bụi đây. Ok, team bạn đang bị ép 3 đường, 2 đường ở trong cái trận đấu này. Và có lót, phá nhà anh em ơi, bắn nhà nhá. Ôi mà hết lính, điều bắn được từ từ anh em. Bình tĩnh, chờ tí. Ủa còn Monila này, dẫm mà nó là đi bụi anh em nhá. Một bắn vào mặt của Nana này. Đấy, bắn nhà được không? Lót này, vào, bắn nhà. Một viên này, hai viên này, ba viên này, bốn viên, không được rồi. Không được rồi, chạy thôi anh em ơi, chưa end game được. Một viên vào mặt của, hai viên vào mặt của con cá này, cá lên bảng điểm số luôn.
nhưng mà vẫn phải lùi về trong tiệc. À, xin lỗi, đấy là con bạch tuộc. Ui trời ơi, team tôi đang win mà sao lại lên bảo bố đông là như nào này. Bây giờ còn mỡ thôi anh em ạ. Thôi đánh du kích theo kiểu gọi là chị em du kích ở Việt Nam, đánh theo du kích anh em nhá. Một viên vào mặt của AK cái gì cơ, lựa đạn chiến thuật, một viên nữa vào mặt, một viên nữa vào mặt, bắn tỉa cực đại. Ôi tay ui, câu giờ anh em ạ, câu giờ để cho team mình ra rát ra rồi. Ở đây còn mỗi con Hunbi thôi. Hunbi à, mày có chỉ giác vào gôn mày, mày tưởng mày cứng. Ừ bây giờ thì là mẹ nhá, bây giờ thì gọi mẹ một tiếng các con ơi. Con Nana, con Nana đâu rồi, con Nana đây đây đây, từ từ nha, nó ở trong bụi chứ ở đâu anh em. Bắn tiệc cực đại để phát hiện vị trí này, chạy đâu em ơi. Ôi, một viên này. Ừ sao tỉnh dậy, gọi mẹ một tiếng đi con trai, gọi mẹ một tiếng đi con gái, nhầm, gọi mẹ một tiếng đi con gái, bố láo với cả mẹ à. Ok bây giờ bắt đầu bắn được rồi anh em ạ, phút thứ 20 mới bắt đầu được chơi điện tử. Ấy ôi, còn cái thằng này, còn cái thằng này dám bất hiếu với mẹ à? Còn thằng này dám bất hiếu với mẹ kìa. Mày bất hiếu với mẹ, làm sao? Mày bất hiếu với mẹ, làm sao? Thằng này, mày quyết định không gọi mẹ một tiếng à? Thi đấu 20 phút rồi không gọi mẹ à? Từ từ nha, lại địch biến về đúng không? Bắn tiền cực đại này. Sao? Ra đây. Dám ra đây không? À, bất hiếu với cả mẹ mày này. Tỉnh dậy con trai. Trời ơi, win rồi anh em ạ. Win rồi. Có thể là win rồi. Đẩy tiếp vào anh em ạ. Đẩy tiếp vào nha. Team bạn mất Nana, mất con Akai. Từ từ rồi đẩy vào anh em này. Bên có mặt ở đây, Franco. À đâu, Barak các thứ kiểu. Thôi ra lót anh em ạ. Ok, cố gắng ăn lót nào. Rồi thôi xong, có được cái con lót ở thời điểm hiện tại. Bắt đầu đi vòng anh em ơi, bắt đầu đi vòng. Và cố gắng từ từ nha, trong bụi là rất nguy hiểm nha. Check xem ở xung quanh mình có thằng nào đứng ở trong bụi không đã nhá. Bây giờ bắt đầu lên này, hay quá, team mỡ đang tràn lên. Nana đi bụi, một viên Barat bay màu. Và Unbi cũng lên bảng điểm số. À ở đây, bên, bên mày tốc biến à. À thằng bên này chưa gọi mẹ, mày chưa gọi mẹ. Và win rồi, đẩy lính các bố ơi. Đẩy lính mấy ông ơi, làm gì đấy. Ra đẩy lính rồi mới thác loạn chứ. Rồi ok, bây giờ thì thác loạn đi. Ta cho phép các cháu được thác loạn. Rồi ôi, Nana ganh lẻ. Thì Akai đi ganh. Nana gì nhở, Hunbi đè lên. Và Barat đi rừng. Trời ơi, không được đâu các con trai ạ. Tubi không tình yêu. Quả win quá cảm xúc anh em ạ. Vâng, trên đây là Leslie gameplay của mùa giải thứ 31. Và nếu anh em thấy video clip này của mọi thú vị thì đừng quên để lại cho mọi một like đăng ký kênh nha. Peace.